Cuộc đua số, cuộc thi lập trình công nghệ thường niên do tập đoàn FPT tổ chức dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc với mục đích tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo các công nghệ mới trên thế giới. Xe tự hành là chủ đề của cuộc thi cuộc đua số năm 2018. Tham dự cuộc thi này, các bạn sinh viên được nghiên cứu, sáng tạo, trải nghiệm công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực xử lý ảnh, lập trình nhúng, trí tuệ nhân tạo. Sau vòng sơ khảo đánh giá kiến thức, năng lực lập trình, xử lý hình ảnh tại từng trường, các đội thi xuất sắc nhất sẽ được cấp xe mô hình để thiết lập hệ thống điều khiển tự động và chạy đua trên xa hình mô phỏng với mức độ phức tạp tăng dần. Điểm đặc biệt của cuộc thi là các kết quả và sản phẩm của năm thi bao gồm thuật toán, mã nguồn chương trình được mở cho cộng đồng cùng sử dụng nhằm mục đích phát triển. Vòng loại cuộc đua số 2018 tại Đại học FPT được thành lập năm 2006 với sứ mệnh đặt ra là nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho sinh viên Việt Nam. Đại học FPT là một trong những ngôi trường đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu với những chuyên ngành chính như kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, an toàn thông tin. Với thế mạnh sinh ra trong lòng doanh nghiệp chính là tập đoàn FPT, Đại học FPT luôn tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được tham gia vào các dự án thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và ổn định về công nghệ thông tin cho cuộc cách mạng số. Tham gia cuộc đua số 2018 năm nay, Đại học FPT có 5 đội tham gia dự thi. Tại vòng thi cấp trường, các đội sẽ phải trải qua 3 nội dung thi để giành 2 tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. Hai đội nhất nhì của vòng loại cấp trường sẽ nhận được giải thưởng bao gồm học bổng trị giá 2.000 đô la Mỹ cho mỗi thành viên và một ô tô mô hình để thực hành trong vòng thi bán kết. Nội dung thi đầu tiên của vòng loại cấp trường: kiểm tra năng lực xử lý ảnh, ai chính xác hơn. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho các đội thi một đoạn video quay lại một cung đường ngoài trời với các điều kiện môi trường, ánh sáng khác nhau. Trong video xuất hiện nhiều loại biển báo giao thông. Các đội thi được yêu cầu khoanh vùng và xác định chỉ một loại điểm cụ thể tại một số khung hình nhất định. Hết thời gian thi, các đội phải gửi lại cho ban tổ chức một tệp kết quả bao gồm một file văn bản trong đó có thông tin về loại điểm, vị trí xuất hiện biển theo định dạng quy định của đề thi. Một video định dạng AVI với kích thước 640x480, trong đó có khoanh vùng biển báo và hiển thị thông tin về loại biển báo giao thông. Với phần thi chiếm tỷ lệ điểm cao nhất trong vòng loại cuộc đua số này, các thí sinh của cả 5 đội thi đã có phần làm bài khá tốt. Điểm cho phần xử lý video do ban tổ chức cung cấp, đội thấp nhất có số điểm 8,5 và đội cao nhất là 10. Tuy nhiên, với phần thi được đánh giá là khó nhất này, thì ngay cả đội giành điểm cao nhất cũng đã gặp khó khăn. Vòng 1 vừa rồi của đội em ấy, thì chuẩn bị ở nhà và vào thời gian được nghỉ vậy, chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi. Đến đây cũng bắt tay vào làm gì rất là kỹ, nhưng mà do là tính lần đầu đăng ra nên cũng có hơi ẩu và nhanh thì mất điểm khá tiếc nuối vì chưa xem hết video ạ. Bọn em gặp khó khăn trong việc đó là tìm hoặc là cái tốc độ xử lý để mà tìm ra được và cũng như là classify được cái biển báo đấy, thì bọn em đã có một số thủ thuật để có thể lấy ra được cái vị trí biển báo đấy và không cần dùng đến deep learning. Sau đấy bọn em mới dùng deep learning để tìm ra xem đấy là cái biển báo gì. Bên cạnh phần xử lý ảnh ở video thì điểm cho phần trả lời các câu hỏi phản biện của ban giám khảo và đội bạn cũng chiếm 20% điểm vòng 1. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh nhận ra những kiến thức mình còn thiếu và học hỏi từ góp ý của đội bạn cũng như ban giám khảo để nâng cao kỹ năng của mình trong lĩnh vực này. Các bạn nên chú ý tiền xử lý, vì xử lý ảnh không chỉ có là cái việc mà phát hiện ra cái biển, mà thứ nhất là những cái như là lọc nhiễu này và chuyển sang chế độ màu nó có phù hợp từ cái video này sang cái video khác nó có phù hợp hay không. Nó phụ thuộc khá nhiều yếu tố ban đầu. Xong sau đấy thì cái bước tiền xử lý của bạn tốt ấy, thì cái engine đằng sau mới có thể phát huy tác dụng. Kết thúc vòng 1, 4 đội có kết quả cao nhất được tiếp tục đi tiếp vào vòng 2. Đó là các đội Win-Win Spiral, Prototype, Waterfall và Iterative and Incremental. Bước vào nội dung thi, ai nhanh hơn?
Nội dung của phần thi này bao gồm 3 bài tập nhỏ có độ khó tăng dần và với thời gian thi là 5, 10, 15 phút cho mỗi bài tập. Với cùng một đề bài, mỗi đội sẽ phải đọc hiểu đề bài do ban giám khảo đưa ra, bao gồm phân tích và sử dụng thuật toán để giải quyết yêu cầu của đề bài. Thách thức đặt ra là các đội phải đưa ra chương trình xử lý trong thời gian nhanh nhất. Đội nào làm xong trước có thể bấm chuông và phất cờ để giành ưu thế thời gian. Mấu chốt của phần thi lập trình nhanh chính là việc các bạn phải vận dụng nhanh và chính xác kiến thức để đưa ra được đáp án đúng trong thời gian nhanh nhất. Ở phần lập trình nhanh thì nội dung kiến thức chúng ta cần chú ý nó tập trung ở một bộ thư viện gọi là OpenCV. Bộ thư viện này giúp hỗ trợ xử lý ảnh. Chính vì thế nên chỉ cần tập trung vào cái bộ thư viện này, có kỹ năng lập trình là có thể làm được các câu ở phần thi số 2. Tuy nhiên, với vòng thi này thì tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của các đội. Ban đầu mới vào câu đầu tiên thì bọn em đã có thể ăn điểm được câu đấy, nhưng mà do một chút sự mất bình tĩnh ngay lúc đầu thì bọn em đã chưa giành được điểm câu đấy. Rất là tiếc. Câu đầu tiên ấy thì các bạn đọc hơi nhanh và các bạn hiểu sai cái mục đích của người ra đề. Thì câu đấy không đội được điểm. 3 bài tập ở vòng 2 với mức độ khó khác nhau nhưng lại có liên quan. Kết quả ở câu trước chính là cơ sở để tìm ra đáp án cho các câu sau. Ở lập trình nhanh thì đòi hỏi người lập trình phải có tâm lý tốt một chút và viết nó ít lỗi thôi. Chứ nếu mà nhiều lỗi thì đến lúc đấy fix khó lắm và gần như là không kịp. Kết thúc vòng 2, chỉ có đội Win-Win Spiral ghi được điểm cho bài tập số 2. 3 đội còn lại đáng tiếc không ghi thêm được điểm nào. Tại nội dung thi thứ 3 mang tên Ai hiểu biết hơn, mỗi đội phải thể hiện hiểu biết về kiến thức công nghệ 4.0. Các câu hỏi trắc nghiệm đòi hỏi sinh viên phải có vốn kiến thức sâu rộng về xu hướng, công nghệ mới trên thế giới. Và kiến thức này đặt cho sinh viên yêu cầu tự học, nâng cao trình độ một cách cao nhất. Tại vòng 3, đội Waterfall và Prototype với vốn kiến thức phong phú của mình đã giành điểm rất cao tại vòng 3. Tuy nhiên, điểm của vòng này chỉ chiếm 10% điểm chung cuộc nên cũng không thể thay đổi nhiều đến kết quả cuối cùng. Kết thúc cả 3 nội dung thi vòng loại cấp trường Đại học FPT, hai đội đại diện trường giành được 2 tấm vé đi tiếp vào bán kết, đó là đội Win-Win Spiral ở vị trí thứ nhất với tổng điểm 7.08 và đội Prototype ở vị trí nhì với tổng điểm 6.25. Hai đội nhất nhì của vòng loại trường được nhận 2 xe mô hình để đại diện trường tham dự vòng thi bán kết cuộc đua số. Đội giành giải nhất còn được tặng thưởng 1 điện thoại thông minh từ tập đoàn FPT. Tham gia cái cuộc thi này thì các em mới được cọ sát với một cái dự án, một cái mục tiêu cụ thể, làm một cái sản phẩm mà trí tuệ. Cuộc thi này thì nó cũng khó, có nhiều cái kiến thức khó nên là các em được tự đào tạo, tự rèn luyện, học thêm được rất nhiều thứ từ phần cứng đến giải thuật và cả những cái kỹ thuật phức tạp hơn như là trí tuệ nhân tạo v.v. Kiến thức về xử lý hình ảnh, xử lý về hoặc là nghiên cứu về các cái lĩnh vực như AI thì nó rất là có cái khả năng phát triển trong tương lai. Thì em nghĩ là đây qua cuộc thi này bọn em cũng đã học được rất nhiều những cái kiến thức bổ ích. Trong thời gian giữa vòng loại cấp trường và vòng bán kết, chung kết, các đội thắng cuộc đại diện cấp trường sẽ cần tích lũy thêm kiến thức, cập nhật công nghệ mới để có thể ứng dụng một cách tốt nhất trên mô hình xe. Với sự tư vấn của các chuyên gia, các bạn thí sinh sẽ được trau dồi và phát triển thêm các kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai, từ năng lực công nghệ, quản trị dự án, làm việc nhóm, vượt qua áp lực. Các bạn sẽ được học cách xây dựng đội ngũ để cùng nhau theo đuổi đam mê, tạo dựng sự nghiệp riêng hoặc để đồng hành với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Chúc các bạn thành công và đến với vòng chung kết cuộc đua số 2018.